Anh và Hàn Quốc củng cố chuỗi cung ứng sau đại dịch. Thái Lan thúc đẩy bong bóng du lịch với Trung Quốc và Malaysia. EU nỗ lực giải quyết thách thức về an ninh năng lượng. Thưa quý vị, Vương quốc Anh và Hàn Quốc ngày 7 tháng 2 sẽ ký một thỏa thuận nhằm củng cố chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ chốt bị ảnh hưởng bởi đại dịch như chất bán dẫn. Lễ ký kết sẽ diễn ra tại London, Anh. Thông tin chi tiết về thỏa thuận không được công bố trước. Các bộ trưởng thương mại của hai nước dự kiến sẽ thảo luận để nâng cấp thỏa thuận thương mại. Anh cho biết nước này muốn bảo đảm các hàng hóa quan trọng được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như mặt hàng chip được sử dụng trong sản xuất tiên tiến. Ngành công nghiệp ô tô của Anh, giống như các nước khác trên thế giới, đã bị kìm hãm bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu. Và cuộc họp hôm nay sẽ là tiền đề cho các cuộc đàm phán thương mại chính thức, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Bách Sắc, thành phố 3,5 triệu dân ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã bị phong tỏa sau khi phát hiện hơn 70 ca mắc COVID-19. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, người dân nơi này không được phép rời khỏi thành phố, còn cư dân một số quận không được rời khỏi nhà. Thành phố sẽ kiểm soát giao thông toàn diện. Xe cộ và người thực hiện nội quy, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người dân sẽ bị kiểm tra gắt gao và không được di chuyển nếu không cần thiết. Cư dân một số dân cư vùng nông thôn và các quận thuộc quản lý của Bách Sắc bị hạn chế rời khỏi nhà, còn dân cư những quận khác không được phép rời khỏi quận. Thái Lan sẽ có các cuộc đàm phán về các thỏa thuận bong bóng du lịch song phương với Trung Quốc và Malaysia vào cuối tháng 2. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi ổn định của lĩnh vực du lịch của Thái Lan. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, một thỏa thuận bong bóng du lịch sẽ xác định số lượng người được phép tham gia trao đổi, bao gồm các quy định về thị thực, du lịch và bảo hiểm. Thái Lan đã đón kỷ lục gần 40 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019, hơn 1/4 trong số đó đến từ Trung Quốc, nhưng tổng lượng khách đã giảm xuống khoảng 0,5% trong năm ngoái do nhu cầu bên ngoài yếu hơn và các quy định nhập cảnh cách ly chặt chẽ. Điểm du lịch nổi tiếng của Đông Nam Á chịu tổn thất hàng tỷ đô la do ít khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Trung Quốc hiện vẫn chưa đồng ý với bất kỳ thỏa thuận bong bóng du lịch nào. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen vừa thông báo về ý định tổ chức Tết Khmer truyền thống vào tháng 4 sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Hun Sen lưu ý người dân không quên tự bảo vệ chính mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiếp tục tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, giúp Campuchia đón Tết Khmer truyền thống an toàn, đặc biệt người dân không tập trung đông người. Hơn một tháng qua tại Campuchia không có trường hợp nào tử vong vì COVID-19. Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo từ học kỳ tới, các trường học sẽ tự quyết định tiếp tục học trực tiếp hay chuyển sang học từ xa, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại trường. Theo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, có hiệu lực từ tháng 3, Ban giám hiệu nhà trường sẽ được quyền lựa chọn trong hệ thống gồm 4 giai đoạn, từ các khóa học trực tiếp hoàn toàn đến học trực tuyến hoàn toàn, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, mỗi trường học được khuyến cáo không chuyển sang học trực tiếp hoàn toàn nếu 3% số học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc 15% phải tự cách ly do nhiễm SARS-CoV-2 hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, căng thẳng Nga-Ukraine đã đẩy giá dầu tăng và đe dọa nguồn cung khí đốt cho Liên minh châu Âu-EU, khiến các nhà lãnh đạo EU đã tích cực ngoại giao con thoi để tìm lối thoát cho thách thức về an ninh năng lượng cho châu Âu. Tổng thống Pháp sẽ tới Nga vào hôm nay 7 tháng 2 và Ukraine vào ngày mai 8 tháng 2. Còn Thủ tướng Đức sẽ công du Ukraine vào ngày 14 tháng 2 và tới Nga vào ngày 15 tháng 2 nhằm hạ nhiệt điểm nóng bất ổn tại khu vực. Tuyết rơi dày đã bao trùm cả vùng Kasoba, phía nam Liban. May mắn là ông Nora đã giữ trữ được một số gỗ sẵn trong nhà để sưởi qua những ngày này. Tôi đã dành cả mùa đông để tích trữ gỗ, bởi vì tôi không đủ tiền để dùng dầu diesel. Thùng dầu diesel rất đắt, hẳn 145 đô la một thùng cơ. Không được may mắn như ông Nora, bốn bố con ông cháu nhà ông Al-Kadiri phải tận dụng đốt những thùng gỗ răm trong khi tích cực đi kiếm thêm gỗ về để nấu và sưởi. Năm nay khó khăn lắm, dầu diesel rất đắt. Chúng tôi không đủ tiền dùng dầu nên phải đi kiếm củi để đun.
Không chỉ những người dân ở Liban như ông Nora hay Al-Kadiri, mà nhiều người dân trên thế giới cũng đang phải vật lộn với tình trạng giá cả khí đốt xăng dầu tăng cao. Căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu và Trung Đông gần đây, cùng với đà phục hồi mạnh lên của kinh tế toàn cầu, đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong đó, giá dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt 17 và 20% từ đầu năm 2022 đến nay. Giá dầu châu Á cũng vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng trong phiên sáng ngày 4 tháng 2 vừa qua. Trong bối cảnh này, các quốc gia EU đang nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng bởi Nga cung cấp hơn 40% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu, trong khi căng thẳng Nga-Ukraine có thể dẫn đến việc Moscow ngừng cung cấp khí đốt tới EU. Hiện tại, các nhà lãnh đạo EU đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp thay thế nguồn cung khí đốt để giảm phụ thuộc vào Nga. Ngày 7 tháng 2, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Năng lượng EU-Mỹ. Trước đó, ngày 4 tháng 2, một phái đoàn của EU cũng đã tới Azerbaijan nhằm thúc đẩy đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng cho EU thông qua hành lang khí đốt phía Nam, SGC. SGC là chiến lược đối với chính sách đa dạng hóa năng lượng của EU và bảo đảm an ninh nguồn cung. Đồng thời, hành lang này được coi là thành công lớn trong giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng khu vực. Bên cạnh việc tìm các nguồn cung khí đốt mới, các nhà lãnh đạo EU cũng đang nỗ lực hạ nhiệt điểm nóng căng thẳng quan hệ Nga-Ukraine trong bối cảnh các bên lo ngại về động thái leo thang quân sự tại khu vực. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Nga và Ukraine hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 7 tháng 2 và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 8 tháng 2. Mục tiêu của chuyến thăm này là đạt được bước tiến trong tháo gỡ căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Châu Âu cần duy trì các kênh liên lạc với Nga. Chúng ta nên duy trì đối thoại để tìm ra con đường giảm leo thang căng thẳng trong sự thống nhất. Trong khi đó, báo chí EU cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 7 tháng 2 nhân hội nghị G7. Sau cuộc gặp này, Thủ tướng Đức sẽ công du Ukraine vào ngày 14 tháng 2 và tới Nga vào ngày 15 tháng 2 để thảo luận về căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine. Phương Tây cần phải nỗ lực để tránh một vòng xoáy leo thang có thể làm giảm hiệu quả của sáng kiến chính trị và ngoại giao. Các quốc gia EU đang cố gắng tìm lối thoát hiểm cho năng lượng, trước hết là vì lợi ích của chính EU. Tuy nhiên, các động thái ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng này có ý nghĩa quan trọng giúp các bên, nhất là Nga và Mỹ, giữ được cái đầu lạnh trong việc kiểm soát thùng thuốc súng Ukraine đang có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến, đẩy cả châu Âu và kinh tế toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng mới. Và theo thông tin mới nhất, thì trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bay đến Moscow, Nga, nhằm tìm kiếm các cam kết từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để giảm bớt căng thẳng với Ukraine. Hai nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron cho biết, mục đích kéo chuyến thăm của Tổng thống Pháp là kéo dài thời gian và đóng băng tình hình trong vài tháng, ít nhất là cho đến tháng 4. Những nỗ lực của ông Macron đã mang lại cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, Nga đã điều khoảng 100.000 binh sĩ đến gần biên giới với Ukraine và yêu cầu NATO và Mỹ bảo đảm các cam kết về an ninh, bao gồm cả việc NATO không bao giờ kết nạp Ukraine là thành viên NATO. Chính phủ Nhật Bản cho biết nhóm các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ đến nước này vào tuần tới để xem xét mức độ an toàn của kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển. Dự kiến trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 2, nhóm chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trao đổi quan điểm với chính phủ Nhật Bản và Tập đoàn Điện lực Tokyo, ban điều hành nhà máy điện Fukushima, về hợp tác đánh giá nước nhiễm xạ đã qua xử lý. Sau đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 18 tháng 2. Nước được xả thải lần này là nước từng được bơm vào để làm mát các thanh nhiên liệu tan chảy tại nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố gây ra bởi thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011 ở Đông Bắc Nhật Bản. Lượng nước này hiện đang tích tụ lại trong nhà máy. Theo chính phủ Nhật Bản, nước nhiễm xạ được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến. Quá trình này loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ ngoại trừ tritium, được cho là ít gây ra rủi ro cho sức khỏe. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.